Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng bất thường đã diễn ra ở thủ phủ Trịnh Châu của Hàn Nam, nơi hứng chịu mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Hiện tượng nắng nóng dự kiến sẽ lan rộng trong vài ngày tới. Thưa quý vị, sau nhiều ngày phải hứng chịu các loại thiên tai nắng nóng và mưa kỷ lục, mới đây lũ trên 75 con sông Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, khiến cho chính phủ nước này phải phát ra đợt cảnh báo cao nhất. Một đợt mưa lớn đang trút xuống nhiều địa phương ở Trung Quốc khiến hàng loạt tỉnh thành phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cao cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm. Vào lúc 10 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức thứ hai trong 4 cấp cảnh báo theo màu, gồm đỏ, cam, vàng và xanh ở nước này. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày mai, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành nước này từ Bắc tới Nam. Trong đó, riêng các tỉnh phía Nam như Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông có nơi mưa rất to với lượng mưa lên tới 100mm đến 180mm. Chỉ trong sáng qua, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã phải liên tục phát đi 14 cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy, chỉ trong vòng 24 giờ, từ 12 giờ ngày hôm kia đến 12 giờ ngày hôm qua, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên tới 5,19m. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hiện đang phải có mặt ở Quảng Tây để thị sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lũ. Tại đây, 5 người dân đã được báo cáo là thiệt mạng ở Liễu Châu, Quảng Tây khi một căn nhà bằng gỗ bị phá hủy do lũ quét vì mưa lớn trước đó. Sáng qua, Liễu Châu vẫn giữ mức cảnh báo mưa lớn màu cam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt. Gần 250.000 người đã phải di rời vì mưa lũ. Tính đến ngày hôm kia ở Phúc Kiến, trái ngược với miền Nam, miền Bắc Trung Quốc đang phải gánh chịu một đợt nắng nóng trên diện rộng. Cũng trong ngày hôm qua, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ màu cam khi nền nhiệt phổ biến ở nhiều nơi đều trên mức 35 độ C. Trong đó có một số khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam, nhiệt độ đã vượt 40 độ C. Dù đã đưa ra các cảnh báo nhưng diễn biến của thời tiết là điều khó kiểm soát. Một khi mưa tiếp tục trút xuống 75 con sông tại Trung Quốc thì những thiệt hại mà đất nước này phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp, khó có thể dự báo trước. Thưa quý vị, tình hình thiên tai ngay từ đầu mùa hè năm nay đã có nhiều diễn biến phức tạp khi mưa lớn diễn ra thường xuyên một cách bất thường. Với sự duy trì của trạng thái khí hậu La Nina thì mưa bão sẽ tập trung dồn dập vào cuối năm tại các tỉnh miền Trung. Đây là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo cập nhật nhận định diễn biến thiên tai năm 2022 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức vào hôm nay. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là năm thứ ba liên tiếp thời tiết duy trì trạng thái La Nina. Đây là điều hiếm gặp và cảnh báo khả năng thiên tai vào cuối năm dồn dập khi mưa nhiều. Bão kết hợp với không khí lạnh tràn về sớm có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ. Liên quan đến dự báo ngập và dự báo mưa, mô hình quan trắc và cảnh báo mưa dông, lốc tự động bằng trí tuệ nhân tạo AI được Tổng cục Khí tượng Thủy văn mở rộng ra quy mô cả nước dựa trên hệ thống cơ sở 10 radar hiện đại do chính phủ Nhật Bản và Phần Lan hỗ trợ. Cùng với hệ thống radar cũ được nâng cấp, công tác dự báo cảnh báo sớm thiên tai cũng đã được nhiều kết quả tích cực. Song trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay thì vẫn cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại và cần có sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội để góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Vậy thiên tai liên tục tấn công, Trung Quốc sẽ đối phó ra sao? Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4. Trước những cơn mưa báo hiệu sự giao mùa từ xuân sang hè vào tháng 6, Trung Quốc có lịch sử dễ bị lũ lụt. Gần đây, quốc gia này ngày càng dễ bị tổn thương do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Khi lượng mưa nhiều và nhiệt độ đạt mức cao mới, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc và tiếp tục lan rộng, thâm nhập vào nền kinh tế cũng như là xã hội.
Chính phủ cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hôm vừa qua, Bắc Kinh đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý khi bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra vào mùa hè, Reuters cho hay. Theo một tài liệu chính sách mới, nền kinh tế và xã hội Trung Quốc đang chịu rủi ro ngày càng lớn do biến đổi khí hậu mà nước này cần phải cải thiện các cơ chế thích ứng cũng như là khả năng giám sát ở mọi cấp chính quyền. Biến đổi khí hậu đã tác động hết sức nghiêm trọng tới hệ thống sinh thái tự nhiên và kinh tế của Trung Quốc. Nước này cho biết trong một chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hồi đầu tuần trước. Tài liệu cho biết chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như là các hệ sinh thái tự nhiên của nước này. Trung Quốc cũng sẽ đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động tới khí hậu trên toàn quốc vào năm 2025, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa lĩnh vực khí hậu vào các quá trình đánh giá tác động môi trường. Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường khả năng cảnh báo sớm. Nhà tiên tri Nostradamus dự ngôn về thảm họa lũ lụt trong cuốn sách nổi tiếng Les Prophéties xuất bản năm 1555. Nhà chiêm tinh Nostradamus đã công bố 942 bài thơ tứ tuyệt. Nhiều bài thơ trong số đó được cho là lời dự đoán về tương lai sau đó hàng trăm năm. Các tác phẩm của Nostradamus lấy cảm hứng từ kinh thánh và các kinh nghiệm chính của ông về bệnh dịch. Nhiều người tin rằng Nostradamus đã dự đoán chính xác tình trạng thảm họa thời tiết hiện nay như hạn hán kéo dài, cháy rừng tàn khốc, nắng nóng kinh hoàng và cực lạnh, lũ lụt, lốc xoáy, bão lớn, động đất mạnh. Vài thập kỷ qua đã dạy chúng ta đừng quá sốc khi một thảm họa thiên nhiên hoặc là sự kiện thời tiết khắc nghiệt xảy ra những nơi khác trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết nếu cộng đồng quốc tế không hạn chế được sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C, chúng ta sẽ thấy những sự kiện bi thảm này trở nên dữ dội hơn và thường xuyên hơn. Điều này diễn ra tới khi hệ quả thảm khốc xảy ra, đó là sự sụp đổ của các hệ sinh thái tự nhiên cũng như là mất khả năng trồng trọt, gây ra sự bất ổn chưa kể đến là nhiệt độ khắc nghiệt mà thế giới ít người có thể chịu được. Rất lâu trước khi các nhà nghiên cứu đưa ra thuật ngữ nóng lên toàn cầu, Nostradamus đã tiên đoán rằng một ngày nào đó nhân loại sẽ phải đối phó với các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt. Trong 40 năm, người ta sẽ không thấy cầu vồng. Trong 40 năm, người ta sẽ thấy nó mỗi ngày. Trái đất khô hạn sẽ ngày càng cằn cỗi và sẽ có những trận lũ lụt. Nhà chiêm tinh Pháp viết và cho biết là nhiệt độ ở biển và đại dương sẽ trở nên cao đến mức cá sẽ bị nấu gần chín. Vào tháng 10, Công ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu cảnh báo rằng hành tinh này đã ấm lên nhanh hơn người ta tưởng, đồng thời thúc giục các nước cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới là 2 độ C. Thưa quý vị, mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi, nhiều vùng ruộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu hè cực đoan. Mưa to gây ra lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, trong ngày hôm qua tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Ở khu tự trị Choang, Quảng Tây gần đó, một nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn, khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Ngày hôm qua, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể là mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào 2 ngày tới. Theo Cơ quan Thời tiết của các địa phương, năm nay những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và sẽ kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Weiyu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Ủy ban Quốc gia Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng với hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây, gây ra nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Tháng 7 năm 2021, lũ lớn ở Trịnh Châu, một thành phố 12 triệu dân ở miền Trung của Trung Quốc, làm hàng trăm người tử vong, một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước.
Các bạn có suy nghĩ gì về những thông tin ở trên? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.